Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một chính trị gia nổi tiếng người Trung Quốc, có sức ảnh hưởng toàn cầu. Ông hiện đang là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình sinh tháng 6 năm 1953 trong một gia đình cách mạng, có cha là một lãnh đạo đáng kính trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình có may mắn trưởng thành trong hoàn cảnh đầy đủ vật chất ở Trung Nam Hải, là nơi cư trú của những lãnh đạo cấp cao nhất Trung Quốc. Sau đó, ông phải trải qua những ngày cải tạo cơ cực trong cuộc cách mạng văn hóa tại vùng nông thôn. Mô tả cha mình là người hết lòng cống hiến cho nhân dân Trung Quốc, ông Tập Cận Bình từng nhìn nhận, ông được cha truyền cảm hứng và cam kết sẽ tiếp bước cha. Đến năm 9 tuổi, ông Tập vẫn được cha Phó Thủ tướng Tập Trọng Huân đưa đi trên chiếc limousine riêng. Tuy nhiên, từ năm 1962, ông Huân bị mất sự ủng hộ do có liên quan đến việc xuất bản một cuốn sách được cho là chỉ trích Chủ tịch Mao Trạch Đông. Ông bị quản thúc tại gia đến hết năm 1978, trong khi con trai ông, một thanh niên trí thức lúc đó 16 tuổi, được gửi đến ngôi làng Lương Gia Hà ở một vùng khô cằn thuộc tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, mang theo chiếc túi nhỏ có dòng chữ trái tim của mẹ do mẹ ông, bà Tề Tâm theo. Tuy nhiên, chính ở đó ông Tập Cận Bình học được nhiều kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp sau này. Ông được người nông dân đánh giá cao vì tính trung thực và sức khỏe mạnh. Theo báo Hồng Kông South China Morning Post, ông tham gia các trận đấu vật cùng người dân địa phương, lao động chăm chỉ và vận chuyển những chiếc giỏ nặng đi qua những ngọn núi hiểm trở. Một người nông dân địa phương đã mô tả ông Tập là chân thành và trung thực, dễ mến và gần gũi mọi người. Khi nhớ lại thời gian này, ông tự gọi mình là nông dân. Ông tách khỏi gia đình, ngủ trong hang động, bị bọ chét cắn và làm việc chăm chỉ như những dân làng khác, nào là trồng trọt, chăn cừu, chở phân bón cho tới vận chuyển than. 7 năm sau, cách mạng văn hóa kết thúc và ông Tập rời nông trại. Ông Tập cho biết đã hiểu được ý nghĩa của từ nhân dân nhờ trải nghiệm ở Lương Gia Hà và điều đó củng cố quyết tâm phục vụ nhân dân của ông. Ông Tập sau này nhớ lại, thật đầy cảm xúc. Và khi những lý tưởng cách mạng văn hóa không thành hiện thực, hóa ra đó chỉ là ảo ảnh. Từ năm 1969 đến năm 1975, ông Tập Cận Bình là thanh niên trí thức, bí thư chi bộ tại Đại đội Lương Gia Hà, công xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, học chuyên ngành hóa hữu cơ tổng hợp, khoa hóa, Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh từ năm 1975 đến năm 1979. Từ năm 1969 đến năm 1975, ông Tập là thanh niên trí thức, bí thư chi bộ tại Đại đội Lương Gia Hà, công xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, học chuyên ngành hóa hữu cơ tổng hợp, khoa hóa, Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh từ năm 1975 đến năm 1979. Từ một vị trí khiêm tốn ở Bắc Kinh, năm 1979, ông đã thăng tiến nhanh chóng trong hàng ngũ chính phủ. Thời gian này, ông đã tham gia một chuyến công tác tới thị trấn Muscatin, Iowa, Mỹ để nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp. Trong chuyến công du tới Mỹ, chính thức đầu năm nay ông đã trở lại nơi ấy. Người dân địa phương nhớ về ông như một người tận tụy với công việc và rất lịch thiệp. Khi là phó thị trưởng Hạ Môn, một thành phố duyên hải của tỉnh Phúc Kiến, ông đã đưa ra nhiều biện pháp cải cách kinh tế, khuyến khích đầu tư từ Đài Loan và trở thành lãnh đạo tỉnh. Ông Tập được cho là gần gũi với giới kinh doanh, đã thực hiện nhiều chính sách tích cực để thu hút đầu tư nước ngoài ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Năm 2005, khi đảm nhận vai trò bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, ông đã chia sẻ với truyền thông quan điểm rằng chính phủ nên là một chính phủ hạn chế. Điều này thể hiện quan điểm tương đối tiến bộ về việc giảm quy mô chính quyền phổ biến hơn ở phương Tây. Theo ông, có những vấn đề mà chính quyền không thể giải quyết và trong trường hợp đó, quyền lực cần được trao trả lại cho người dân để tự giải quyết. Ông Tập cũng nổi tiếng là người không khoan nhượng đối với tham nhũng, thể hiện bằng cách hành động mạnh mẽ hai lần khi ông còn là quan chức cấp tỉnh. Tại Phúc Kiến, ông đóng góp vào việc xử lý một vụ tham nhũng nghiêm trọng vào cuối những năm 1990. Liên quan đến chùm buôn lậu Lại Xương Tình, năm 2004, ông đã tuyên bố với các quan chức rằng phải giữ gìn danh dự gia đình, không để vợ con, người thân, bạn bè và cấp dưới phạm tội, không được lợi dụng quyền lực để tận hưởng lợi ích cá nhân. Một doanh nhân Đài Loan từng làm việc với ông Tập tên Lee Sing-wei nói rằng ông ấy không có một cuộc sống xa hoa sang trọng, hiệu quả làm việc của ông ấy rất cao, đó là người khá hiếm hoi trong các vị quan chức mà chúng tôi đã gặp. Doanh nhân Lee cho hay, ông Tập Cận Bình thậm chí không thích sự xuất hiện không phù hợp. Khi một nhóm doanh nhân muốn gặp ông tại nhà, ông đã từ chối và nói công việc nên làm ở văn phòng. Là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, Tập Cận Bình góp phần tạo lập tốc độ tăng trưởng 14% cho tỉnh và thực thi đường lối cứng rắn trong chống tham nhũng.
Trên một tờ báo địa phương, ông từng phàn nàn về các quan chức thể hiện sự kiêu căng của quan lại phong kiến. Ông tập viết, nếu chúng ta ở cách xa dần, chúng ta sẽ giống như cái cây bị cắt bất gốc rễ. Quan chức mọi cấp nên thay đổi phong cách làm việc của mình, gần gũi với dân thường, cố gắng tốt nhất để làm những điều tốt đẹp cho dân, bỏ thói kiêu căng và thiết lập mẫu hình tốt cho dân thường. Khi Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ bị sa thải tháng 9 năm 2006 và tháng 3 năm 2007, Tập Cận Bình được bổ nhiệm chính thức làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Cũng trong năm này, ông được bầu là một trong 9 thành viên Bộ Chính trị và chịu trách nhiệm cho công tác chuẩn bị tổ chức Olympic. Thế vận hội thành công rực rỡ đã làm vị thế quốc tế của Trung Quốc tăng lên đáng kể và cũng khẳng định vị trí của ông Tập trong đội ngũ lãnh đạo. Tuy nhiên, mặc dù tất cả những tiếng vang trên, nhưng ông Tập vẫn không có nhiều người biết tới cho đến khi ông đảm nhận chức vụ phó chủ tịch, một dấu hiệu cho thấy ông là ứng viên sáng giá kế nhiệm chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Trong khi đó, vợ ông, bà Bành Lệ Viện, là một vị tướng và một trong những ca sĩ nổi tiếng trong nước. Bà cũng dẫn đầu đoàn ca múa của quân đội Trung Quốc, nhận xét ông là một người đàn ông của gia đình. Bà Bành chia sẻ về chồng. Khi anh ấy trở về nhà, tôi không bao giờ cảm thấy có vị lãnh đạo trong nhà tôi. Trong mắt tôi, anh ấy là chồng tôi. Theo mô tả của báo chí nước ngoài, ông Tập Cận Bình có phong thái chính trị kín đáo, nhưng đôi khi lại thể hiện sự thẳng thắn. Nhà phân tích chính trị Trung Quốc Rosen Lê Mô Xét nhận định, không ai biết ông Tập Cận Bình đang ủng hộ cái gì và phản đối điều gì. Quan điểm của ông trong các chính sách thường không rõ ràng và ông ấy không bao giờ công khai ý kiến của mình. Lãnh đạo nghỉ hưu của Singapore, ông Lý Quang Diệu, sau khi cuộc gặp kéo dài 1 giờ vào cuối năm 2007, với ông Tập đã xếp ông Tập vào hình ảnh mẫu người như Nelson Mandela. Ông Lý Quang Diệu nhận xét về ông Tập, một người đàn ông với sự kiểm soát cảm xúc đáng kinh ngạc, một con người không để nỗi đau và bất hạnh của mình ảnh hưởng đến quyết định. Nói một cách khác, ông ấy để lại ấn tượng mạnh mẽ. Nhưng đã có lúc ông đã từng khẳng khái than phiền các diễn văn và bài viết của nhiều quan chức cao cấp còn đầy rẫy đặc ngữ trong đảng và khuyên cáo họ nên diễn đạt một cách đơn giản, dễ hiểu hơn. Trong thời gian làm hiệu trưởng trường đảng, ông Tập Cận Bình cũng đặt ra quy định buộc các học viên trường đảng phải sử dụng ngôn từ chân thực, ngắn gọn và không nên dài dòng khi báo cáo trước dân. Mặc dù có tính điềm tĩnh, ông Tập Cận Bình cũng thể hiện sự cứng rắn như tiền nhiệm trong chính sách đối ngoại. Giới quan sát nước ngoài nhận định ông Tập Cận Bình là một con người của sự đồng thuận và con đường chính trị của ông tiến khá nhanh do ông là một trong số ít người được cả chủ tịch nước khi đó là Hồ Cẩm Đào và cựu chủ tịch Giang Trạch Dân ủng hộ, đồng thời là người cứng rắn theo tinh thần Đại Hán Trung Hoa. Bên cạnh đó, chuyên gia Trung Quốc Anthony Sykes tại trường Kennedy Harvard nhận định, ông tránh được những tranh cãi trong sự nghiệp của mình và làm việc tại các tỉnh được đánh giá là thành công. Trong 17 năm ở tỉnh Phúc Kiến, năm 1985 đến năm 2002, ông Tập đã có nhiều đột phá trong chính sách kinh tế như phát triển hệ thống giao thông, quy hoạch cảng biển, đô thị, đặc biệt là chính sách thu hút đầu tư kinh tế từ lãnh thổ Đài Loan, đưa kinh tế Phúc Kiến đi theo hướng kinh tế thị trường. Đặc biệt như Tân Hoa Xã đánh giá, ông Tập Cận Bình đã mở đầu cuộc chiến chống tham nhũng bằng luật điều tra hơn 2.000 cán bộ trong vụ bê bối nhà đất ở Ninh Đức. Khi nhậm chức bí thư tỉnh Chiết Giang vào tháng 10 năm 2002, ông Tập Cận Bình tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng với 3 điều cần có của người làm quan. Là tính kỷ luật, tuân thủ luật pháp và có lương tâm, ông được đánh giá là có những chính sách quan trọng góp phần phát triển khu vực kinh tế tư nhân và là người có thái độ cứng rắn với tham nhũng. Theo Tân Hoa Xã, trong thập niên qua, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập đã chứng kiến những thay đổi lịch sử với nền kinh tế tăng hơn gấp đôi lên 114.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 16.000 tỷ đô la Mỹ. Tình trạng nghèo đói tuyệt đối đã được xóa bỏ và đạt được mức thịnh vượng vừa phải, gọi là tiểu khang cho 1,4 tỷ dân. Tháng 10 năm 2022, Tân Hoa Xã viết, một hành trình mới đã bắt đầu, ông Tập sẽ lãnh đạo Trung Quốc theo đuổi công cuộc phục hưng dân tộc bằng cách đi theo con đường hiện đại hóa của Trung Quốc và tiếp tục cố gắng vì một tương lai chung cho nhân loại. Lúc đó, ông Tập nói về hành trình này như sau, hành trình phía trước còn dài và gian nan, nhưng với những bước đi quyết tâm chúng ta sẽ đến được đích. Trong năm 2023 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được tạp chí Time của Mỹ công bố danh sách đề cử nhân vật của năm. Đây là kết quả xứng đáng khi ông Tập đã đưa hàng triệu người thoát cảnh nghèo đói, đưa tàu vũ trụ lên mặt trăng và thực hiện cam kết cắt giảm khí thải.
Trong thông điệp năm mới 2024, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thể hiện mục tiêu thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đất nước thông qua đẩy nhanh xây dựng mô hình phát triển mới, đồng loạt theo đuổi mục tiêu phát triển và bảo vệ an ninh. Ông khẳng định, sau nhiều năm nỗ lực, Trung Quốc đang trên đà phát triển theo hướng đổi mới, đạt được nhiều thành tựu. Trên cương vị Chủ tịch nước, ông tuyên bố Trung Quốc sẽ củng cố và tăng cường đà phục hồi kinh tế, nỗ lực đạt được sự phát triển kinh tế ổn định và lâu dài. Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường cải cách và mở cửa trên diện rộng, thúc đẩy sự phát triển sôi động của nền kinh tế và đẩy mạnh giáo dục, thúc đẩy khoa học và công nghệ phát triển.